Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái đế để điện thoại từ những vật linh tinh ở trong nhà. Mà cụ thể ở đây mình có một bộ đồ dùng của các bạn học sinh cấp 1. Hồi đó mình mua do cô giáo bắt thôi, chứ mình chưa bao giờ được sử dụng cái này. Thì ở đây mình có những vật dụng như là cái miếng này và một và bốn con ốc. Sau cùng chúng ta sẽ được kết quả là một chiếc đế để điện thoại như thế này. Như vậy là các bạn đã có một chiếc đế để điện thoại cực kỳ sáng tạo cho chiếc điện thoại yêu quý của mình. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên like và subscribe cho mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.